Quẻ số 31, Trạch Sơn Hàm. Hàm có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất về hình nhi thượng và ý nghĩa thứ hai về hình nhi hạ. Thượng kinh được khởi bằng quẻ Kiền và quẻ Khôn, hạ kinh thì được khởi bằng quẻ Hàm và quẻ Hằng. Dưới đây bàn về hình nhi hạ học. Ở quẻ Hàm, người con trai phải đứng thế hạ phong, phải đi cầu người con gái ở thế thượng phong. Nghĩa là nếu muốn có sự tương cảm đầu tiên giữa nam và nữ, người con trai phải nhún mình chiều chuộng người con gái, rồi từ đó mới có thể đi đến việc vợ chồng. Nếu trái lại, người con gái mà đi cầu người con trai là trái với đạo. Đây chẳng phải là thói tục hay luật lệ do con người bày ra, mà chính là một định luật thiên lý đã được ghi ở hai bảng Hà Đồ và Lạc Thư. Không hẳn ở đâu, bất cứ ở gầm trời nào, đây là tâm lý chung của loài người và các loài vật. Quẻ Hàm tượng người con trai đứng ở hạ quái, còn người con gái ở thượng quái. Khi thành vợ chồng rồi thì bấy giờ tình thế đảo ngược, lại trở thành quẻ Hằng. Sau hôn nhân, người vợ phải chịu phục tùng người chồng, vì bây giờ người vợ ở hạ quái mà người chồng ở thượng quái. Muốn được hạnh phúc trường cửu phải thực hiện theo đúng đạo Hằng xuất giá tòng phu, đâu phải là nhân vi mà đó chính là thiên lý. Thoán tử, Hàm, Hành, Lợi Trinh, Thú Nữ Kiết. Thoán truyện, Hàm cảm giã, Nhu Thượng Nhi Cương Hạ, Nhị Khí cảm ứng dĩ tương dữ, Chỉ Nhi Duyệt Nam Hạ Nữ, Thị Dĩ Hành Lợi Trinh, Thú Nữ Kiết Giã. Thiên địa cảm, nhi vạn vật hóa sinh. Thánh nhân cảm, nhân tâm nhi thiên hạ hòa bình. Quan kỳ sở cảm, nhi thiên địa vạn vật, chi tình khả kiến hỷ. Hàm nghĩa là cảm hay là cảm tình. Sự tương cảm không đâu thắm thiết bằng giữa đôi nam nữ thiếu niên. Sở dĩ tương cảm giữa đôi trai gái mà được sâu mạnh là nhờ nam hạ nữ, hay người trai nhún mình trước người con gái. Thượng là nhu, hạ là cương, là nói đến quẻ trên là đoài và quẻ dưới là cấn. Người nam trước đi cầu người nữ, chịu đứng dưới mới gây được cảm tình với người nữ. Sự cảm ứng mà to lớn là khí dương hạ xuống giao tiếp với khí âm. Âm dương có giao cảm thì vạn vật mới được hóa sinh. Hóa là nói về khí, còn sinh là nói về hình. Khí hóa mà thành hình. Bậc thánh nhân sở dĩ cảm được thiên hạ giống như tình của trời đất đối với vạn vật, nghĩa là như khí dương bên trên hạ xuống để cảm với khí âm từ dưới đi lên, chính là chỗ lão tử quả quyết đại giả nghi vi hạ, tức là kẻ lớn nên hạ mình. Đại tượng, Sơn Thượng Hữu Trạch, Hàm. Quân tử dĩ hư thụ nhân. Trên núi có cái đầm, cái lợi của núi là chóp núi không lồi ra mà hãm vô thành một cái đầm chứa nước. Người quân tử xem tượng ấy mà biến tâm mình thành cái tâm hư, có thể chứa được tất cả mọi người trong thiên hạ, bất phân kẻ hiền hay người ngu, kẻ thiện hay người ác, nên gọi là quân tử dĩ hư thụ nhân. Đây là phần hình nhi thượng. Đúng là chỗ mà lão tử bảo: thiện giả ngô thiện chi, bất thiện giả ngô diệt thiện chi, tín giả ngô tín chi, bất tín giả ngô diệt tín chi. Tức là tốt với ta ở tốt với họ. Nếu không tốt với ta vẫn ở tốt với họ. Thành tín với ta cũng thành tín lại. Không thành tín với ta vẫn cứ thành tín như bình thường. Hay nghĩa là luôn luôn là người thành tín vô điều kiện, bởi bản tính của mình là như vậy, mới là người thiên tính của bậc thánh nhân. Có chỗ cũng gọi là tâm vũ trụ. Cái tâm chứa được tất cả thiên hạ trong, ngô tâm tiện thị vũ trụ, vũ trụ tiện thị ngô tâm. Hay là tâm ta là vũ trụ, mà vũ trụ cũng là tâm ta. Đó là cái tâm của quẻ Hàm. Vì Hàm ở đây cũng có nghĩa là bao hàm tất cả vạn vật, ôm trầm cả vũ trụ vạn vật. Tiểu tượng, Hào Sơ Lục. Hàm Kỳ Mẫu, tượng viết: Hàm Kỳ Mẫu, trí tại ngoại giã. Mẫu là ngón chân cái. Hào từ mũi hào được thủ tượng bằng thân người. Từ dưới đi lên thì hào sơ là ngón chân cái,
Hào nhị là bắp chân, hào tam là cháy vế, hào tứ là lòng bụng, hào ngũ là trên lưng, hào thượng là miệng mép. Hào từ lên cao thì sức hoạt động càng mạnh thêm lên. Hào sơ lục, hàm kim mẫu là chỉ hơi động, chứ chưa động thật, nhưng mới chuyển hơi hơi bằng ngón chân mà thôi, mới ngo ngoe một chút mà thôi, cho nên chưa nói được về việc làm kết hung cả. Tượng hào lại nói, trí tại ngoại là sơ được ứng với hào tứ bên ngoài, chứ chưa hoạt động được gì cả. Hào lục nhị, hàm kỳ phì, hung, cư kiết. Hào nhị đến bắp chân, người nóng tính muốn đi một cách vội vàng, chưa bước đi mà bắp thịt ở chân đã máy động rồi. Như thế là hung, nếu hào nhị vội vã đi tìm hào ngũ, xử sự như thế là hoàn toàn thiếu tâm lý. Vì kẻ nhỏ bé, địa vị kém mà đi đến kẻ cao trước, thành ra là người cầu cạnh quyền thế, là kẻ không biết tự trọng. Mình không tự trọng thì kẻ trên cũng xem thường, xem khinh. Làm gì có được một sự cộng tác chân thành. Càng treo giá ngọc càng cao phẩm người. Tâm lý người đời xưa từ nay đều vẫn thế. Cho nên đừng đến trước mà phải biết đợi, lặng lẽ mà chờ kẻ trên đến cầu mình mới hay. Nên hào từ mới căn dặn, cư nghĩa là ở một chỗ mà đợi người ta đến. Ở mà chờ như vậy mới là tốt. Sở dĩ thánh nhân căn dặn, nhắc nhở là vì biết hào nhị là người có thể thống, biết tự trọng. Vì hào nhị là âm cư âm vị, lại đắc trung đắc tránh. Bằng không thì cũng không bao giờ căn dặn nhắc nhở. Theo lệ thường của dịch, nếu đối với kẻ bất trung bất tránh, chẳng bao giờ có lời răn dạy. Có nhắc nhở, có bàn bạc là biết chắc là người đứng đắn, trang nghiêm, quân tử. Hào cửu tam, hàm kỳ cổ, chấp kỳ tùy, vãng lẫn. Tượng viết, hàm kỳ cổ, diệt bất xử giã, trí tại tùy nhân, sở chấp hạ giã. Cổ là trái bắp vế, tự nó không động được, có sức của chân động thì mới động theo được mà thôi. Dùng chữ cổ là muốn ám chỉ hạng người có tính cương táo háo động, bởi hào cửu tam ở trên hết nội quái, là làm chủ nội quái. Ở phía trên là hào tứ dương cương, hào tứ mà động thì hào tam mới động theo. Như chân có động thì bắp trái mới động theo, cho nên đây là trường hợp hoàn toàn tự mình không được tự do hành động gì cả. Trường hợp của người bị động. Muốn cảm hóa người mà không tài tự động, chỉ làm theo cái làm của kẻ khác, thì làm sao được người ta quý trọng mình. Cho nên mới có câu chấp kỳ tùy, mà làm thì lỗi, vậy là cũng đều đáng hổ thẹn. Kẻ mà trí tại tùy nhân là việc làm hạ tiện vậy. Tóm lại, muốn cảm hóa người mà chính mình hạ mình, làm việc phụ họa theo người khác, làm sao thành công, làm sao giữ gìn được thể diện của mình. Tâm lý chung của con người thời nào cũng vậy, ai mà chịu để cho mình cảm hóa. Hào cửu tứ, trinh kiết, hối vong, đồng đồng vãng lai, bằng tùng nhị tư. Tượng viết, trinh kiết, hối vong, vị cảm hại dã, đồng đồng vãng lai, vị quang đại dã. Từ đây, hào tứ đã đổi giọng, không còn dùng thân thể con người làm thủ tượng nữa. Như hào sơ là ngón chân, hào nhị là bắp chân, hào tam là bắp trái, đến hào tứ đúng là đến phần thân thể thuộc về bộ phận tim. Tim thuộc về phần tinh thần. Hào tứ là dương cương ở trên quẻ đoài. Đoài là vui vẻ, là hòa duyệt, nặng về tình cảm, cho nên không còn những danh từ hối vong mà dùng những từ trinh kiết. Chữ trinh ở đây là một danh từ tuyệt đẹp, nó có nghĩa là hư trung vô ngã. Quẻ hàm quân tử dĩ hư thụ nhân, cho nên cứ lấy một lòng trí công vô tư mà cảm hóa, mà ứng phó với đời. Chẳng cần cầu có người ứng mà tự nhiên người người lại ứng về phía mình, lại chạy theo mình. Đây là người dĩ vô sự thủ thiên hạ. Trang tử ở Thiên Ứng Đế Vương cũng có nói về hào cửu tứ, phép trị của Đấng Minh Vương là công trùm thiên hạ, mà làm như không phải mình làm ra. Cảm hóa được cả vạn vật và thiên hạ mà không đợi người cậy đến, làm mà không để cho ai biết được tên, khiến cho mỗi vật, vật nào cũng tự vui. Phải chăng đó là đức hư của hào cửu tứ mà trang tử gọi là Minh Vương? Hào tứ tuy không chiếm được ngôi vị cửu ngũ
mà là con người đã đắc đạo, đã đắc được cái tâm hư quan trọng nhất, quang đại nhất của quẻ hàm, vì đứng giữa hai hào dương, và lại dương cương đắc âm nhu chi vị. Đó là đạm nhiên vô cực, chi chúng mỹ tùng chi, thử thiên địa chi đạo, thánh nhân chi đức, tức là dửng dưng đối với mọi sự vật, mà sự vật lại chạy theo mình. Đó là đạo của trời đất, đức của thánh nhân là vậy. Trái lại, nếu mình cảm hóa người mà lòng mong mỏi được người biết và hưởng ứng, lại thành ra công việc làm của mình không còn phải là hành động vô cầu nữa, mà là một việc làm có chủ đích, hữu tâm, hữu ngã, đâu còn là kẻ vô kỷ, vô công, vô danh của bậc thánh nhân, mà là một người nhiều tính toán. Mình mong hễ có vãng thì phải có lai, hoặc mình thấy có kẻ đến cầu việc thì mình mới chịu đến. Té ra tất cả chỉ là một công cuộc bán buôn, lời lỗ, sự qua sự lại, có được hai bên đáp ứng nên gọi là đồng đồng vãng lai, có ăn có trả. Như thế đâu còn phải là hành động của bậc minh vương, tức là kẻ sáng suốt trên loài người, chứ không phải hẳn là bậc vua chúa. Cái đạo ấy chưa phải là đạo sáng to hay đại quang giả. Đồng đồng vãng lai, vị đại quang giả, không xứng đáng với hào tứ một bậc minh vương. Đó là kẻ có hành động vô cầu. Hào kiểu ngũ, hàm kỳ môi, vô hối. Tượng viết, hàm kỳ môi, chí mạt giả. Chữ mạt ở đây nghĩa là đê tiện. Muội là nhóm thịt trên lưng. Trên bụng có hai đám thịt cháy nhau, trên lưng và trên bụng. Hào ngũ ở đây, dưới thì vương vấn hào nhị, đâu có tốt nên gọi là hàm kỳ phì, hung. Còn ở trên thì lại vui chơi với hào thượng lục, còn tiểu nhân hơn hào nhị. Thượng lục là một bọn người với nhóm người môi miếng xu nịnh, hễ đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chơi thân với hào thượng lục thì trước sau gì cũng cùng một loại với nhau, nên gọi là các đồng kỳ loại, nên hào từ mới gọi là đê mạt. Muốn cảm hóa thiên hạ được thì ít ra phải như hào cửu tứ. Hào này dùng để làm nổi bật lên các chỗ cao xa của hào cửu tứ. Hào thượng lục, hàm kỳ phụ, giáp, thiệt, đăng khẩu thuyết giã. Phụ nghĩa là cái mép, giáp là cái má, thiệt là cái lưỡi. Ba danh từ này dùng để nói lên sự vọng ngữ. Hào thượng lục là âm hào, đăng khẩu thuyết giã là múa môi uốn lưỡi để làm cảm động lòng người, nói hay, nói giỏi, ai nghe cũng mê, được gọi là người miệng lưỡi. Thuyết này đang làm bá chủ thời hắc ám, một tai họa khủng khiếp nhất nhân loại ngày nay. Hiện thời nhiều nơi trên thế giới, chủ nghĩa mị dân núp dưới danh hiệu dân chủ đang gây ly loạn chưa từng có trong lịch sử loài người.